Mẹ hối hận vì đã sinh ra các con. Các con trai của mẹ, cả cuộc đời mẹ đã sinh ra 4 đứa con, lại giúp các con chăm sóc 8 đứa cháu. Có nghĩa là mẹ đã dùng đôi tay mình tận tâm chăm sóc cho 12 người, cả con lẫn cháu. Nhưng mẹ già rồi, đến mức phải nhìn sắc mặt các con mà giống. Từ vài năm trước, khi bố các con qua đời, mẹ đã có cảm giác rõ ràng các con không còn muốn nhẫn nại với mẹ. Khi bố qua đời, mẹ từng rất mong một trong số các con đón mẹ về nhà sống. Nhưng rồi 2 tháng qua đi, lại 2 tháng nữa, trái tim mẹ nguội lạnh vì biết sẽ không có ai đến đón mẹ về nhà. Cũng may khi ấy, các con thay phiên nhau mỗi tuần đến chăm sóc mẹ. Mẹ không còn sợ hãi và cô đơn nữa. Thế nhưng dần dần, sắc mặt của các con từng đứa một ngày càng khó coi. Đến rồi chẳng nói một câu, lúc đi cũng vậy, chẳng một lời chào. Mẹ cứ sợ làm gì có lỗi với các con. Dù mẹ không ăn của các con một miếng cơm nào, không mặc của các con lấy một cái quần cái áo, không tiêu của các con dù một đồng, mẹ trở nên thận trọng. Nhưng không vì thế mà các con ở lại với mẹ. Dần dần cứ rời bỏ mẹ một mình trong những đêm khuya vắng. Sau 1 năm 9 tháng, bà mẹ nghĩ các con phải chịu đựng bà lão này. Vậy mà mẹ cũng tự mình vượt qua được 2 năm tiếp theo. Khoảng thời gian này, lòng mẹ càng lúc càng buồn. Mẹ không nói ra, cũng không biết nói với ai. Mẹ hy vọng bệnh tật sớm mang mẹ đi. Mẹ thực lòng cảm ơn các con đã bầu bạn, chăm sóc cho mẹ. Nhưng mẹ cũng muốn nói rằng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con. Nếu có kiếp sau, mẹ không muốn gặp lại nữa. Là một người mẹ, mẹ vẫn mong các con cuối đời được hạnh phúc. Mong các con không ai bị 8 đứa cháu từ bỏ. Tình hết rồi, từ ngữ cũng hết rồi, dừng lại ở đây thôi.